Theo báo cáo thương hiệu quốc gia năm 2020, được hãng định giá thương hiệu Anh Brand Finance công bố, nhờ công tác xử lý khủng hoảng y tế và kinh tế, Việt Nam có giá trị thương hiệu quốc gia tăng mạnh nhất thế giới trong năm 2020, đi ngược xu hướng sụt giảm trên toàn cầu do đại dịch COVID-19. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại hội nghị chính phủ và các địa phương sáng nay. Cụ thể, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã tăng 29% so với năm gói, lên tới 319 tỷ đô la Mỹ. Nhờ đó, Việt Nam đã tăng hạng chiến bậc lên vị trí thứ 33 trong top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới. Theo thông kê, giai đoạn 2016-2020, thứ hạng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh nhờ những nỗ lực của chính phủ về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực hỗ trợ thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp.